Ok. Đây rồi, đây rồi. Bà con ơi, xe về rồi. Làm như xe của mấy người này á vậy, làm gì đứng mừng còn hơn chủ người ta nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hạ bửng xuống các bạn. Ok. Đứng nhảy, đứng quơ tay được các thứ nữa kìa. Phải chưởng chưa? Bà bên này bà đứng mình lên, bà cũng giơ tay bà chào các kiểu cho nó vui nữa. Bà con ở đây vui tánh đó các bạn ơi. Rồi xuống xe nào. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu đưa cái xe này xuống nha các bạn. À kìa, mình thấy ông hai anh chị kia kìa, nó ta đứng trong mát. Mấy người này làm như xe của mấy bả gì, mấy bả ra đây đứng rồi còn nhảy quơ tay các kiểu. Trời đất ơi, làm quá trời. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đưa xe xuống nha các bạn. Mình lên xe đây, đường này nè. Rồi lên đây. Rồi lên xe. Rồi anh chị ơi, em lùi xe để đây giao cho anh chị luôn nha. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Ok, và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với cái series phim GTA 5 nha các bạn. Rồi hôm nay các bạn thấy là mình mới sắm được cái quần màu trắng, rồi thêm cái đồ giày màu trắng nữa. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Chơi thêm quả kiến nó nhìn ngầu phải nợ các bạn. Rồi các bạn thấy sau lưng mình kìa, ba chiếc siêu xe thì các bạn ơi. Thôi các bạn biết mình đang ở đâu không? Hiện tại mình đang ở ngay cái showroom trung tâm thành phố nha các bạn. Đây là một cái showroom bán xe, bán xe hơi. Đó, mà mình ngày hôm nay sẽ là một cái người nhân viên cũng như là một cái người mà đi giao xe luôn các bạn. Đấy, vừa làm nhân viên bán xe mà còn vừa làm nhân viên đi giao xe nữa các bạn. Đây là cái showroom bán xe mang tên là Galaxy. Đó, thì chỗ này sẽ chuyên bán xe VinFast luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Trời ơi, mọi người hiện tại đang đứng xem quá trời luôn nè. Có chú bảo vệ nhìn ghê không? Ai mà chống phá cái cửa hàng của tôi là tôi kêu chú bảo vệ bắt liền á nha. Đừng có giảm á nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào showroom cho các bạn xem nha. Rồi mới vào rồi có cái tivi chà bá lửa để xem tivi nghe nhạc các thứ rồi các bạn ơi. Ngoài ra thì có ghế salon ngồi các kiểu, đây có nước uống rồi các thứ luôn. Ồ, quá dữ. Ok, thì hiện tại trong cái showroom này các bạn chỉ bán duy nhất cái dòng xe đó là VinFast VF8 thôi. Con này vừa được ra mắt trong cái tựa game GTA 5 này, nên là mình chỉ bán xe này thôi các bạn. Nói chung hôm nay mình sẽ làm cái video kiểu gọi là vận chuyển xe VinFast VF8 này đến nhà những cái khách hàng các bạn. Thì hiện tại thì cái con xe này, nếu mà bạn nào muốn trải nghiệm trong cái tựa game GTA 5 giống mình, thì các bạn có thể là truy cập lên cái trang web đó là shop.tải-mod.com. Thì tại đây sẽ có bán đầy đủ những cái bản mod xe VinFast trong cái tựa game GTA 5 này, cũng như là xe khách đồ các thứ cho các bạn chơi luôn. Đó, có xe VinFast lúc A2.0, rồi VinFast lúc A lúc SA2.0, rồi xe VinFast VF8 này luôn. Đó, thì đây là một những cái dòng xe điện nha các bạn, xe điện đầu tiên của Việt Nam luôn. Đó, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Hiện tại thì trong showroom đang có một số màu cơ bản đây. Ví dụ màu này nó là một cái màu trắng mà nó dán đèn can của một cái thương hiệu đó là Martini. Đó, cái này là một cái giải đua gì đi các bạn. Mình cũng chưa tìm hiểu nữa. Ok, đây là hai nhân viên bán hàng nha các bạn. Đó. Rồi, ở đâu để chi flycam ở đây đi mấy cha, flycam ở trong nhà. Mày có cắm tivi nữa nè, nó coi đã đời luôn, coi bên kia xong qua bên này. Đó, ai muốn giành gì đó giành. Rồi bây giờ mình sẽ qua đây mình xem ơi. Bên này thì các bạn thấy là ngoài cái màu hồng với lại màu trắng ngoài kia thì trong này nó có thêm một cái màu xanh hả? Cái này xanh đúng không? Màu này giống màu taxi VinFast ở Việt Nam mình các bạn. Đây là một cái skin mới nè các bạn. Đây là skin của cái gì? Haman Motorsport. Biết được rồi. Đó, là cái màu này các bạn. Mọi người đang xem xe cho cái coi cái gì mà dưới này dơ hạ vậy? Ai uống cà phê đổ dưới đất cái gì bà con? Trời ơi, kêu lau công lau được các thứ cho nó đẹp cái sàn gì dơ hạ vậy? Nó cài đi qua đây cho các bạn xem tiếp một màu nữa. Ui màu này đẹp nha. Cái màu này là các bạn thấy nó là màu xanh đột chuối á các bạn. Trời ơi, đẹp phải chưởng.
và một cái màu cực kỳ đặc biệt đang ở trong này triển lãm luôn, đó là màu mạ vàng nha các bạn. Wow, đẹp chưa? Ok các bạn ơi, thì bây giờ ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn cho những người khách ở đây để mua xe nha các bạn. Bây giờ không biết là mấy người này mua cái gì luôn á. Ôi, anh trai sao đứng đây vậy? Anh trai hôm nay đến mua gì để em tư vấn cho anh trai luôn nè. À, đây có rất là nhiều màu xe luôn. Anh trai thích kiểu sao, màu sao nên anh trai cứ nói đi rồi em tư vấn cho. Nói chung thì tôi vô đây thật ra là vợ của tôi nó rủ tôi vô để coi xe thôi. À, giờ nó đang đi nửa vòng vòng chứ tôi có muốn mua xe đâu mà nó dẫn tôi vô để nó mua xe cho bằng được ấy. Anh có tư vấn thì anh tư vấn cho vợ tôi đi. Ủa, tức là hôm nay anh dẫn vợ đi coi xe à? Ok anh luôn, nếu mà anh không có thể quyết định được thì em sẽ tư vấn cho vợ anh luôn. Vợ anh đâu rồi anh? Em ơi, qua đây có nhà bạn nhân viên tư vấn nè em ơi. Rồi, em qua liền. Rồi bây giờ anh chị đi theo em nè, qua đây em giới thiệu cho anh chị một cái màu cực kỳ đỉnh luôn. Đây nha, em giới thiệu cho anh chị nha, thì đây là một cái màu hồng. À, nói chung nếu mà anh không lựa chọn quyết định được thì em giới thiệu cho bà chị một cái màu hồng cực kỳ đỉnh ở cái store em luôn. Hình như là chỉ có một chiếc duy nhất thôi anh à. À, thì cái dòng VinFast này ấy thì nói chung là quá đặc biệt ở Việt Nam mình rồi. Tại vì nó là cái con xe điện đầu tiên của Việt Nam mình mà được VinFast sản xuất ấy, nên là anh chị mà chạy là hơi bị ngầu luôn á nha. Con này thì quá đỉnh, nó dài để cho anh chị xem nè. À, các anh chị có thể thấy không, rất là chi tiết luôn, từ những cái tem dán nè, thấy chưa, cho tới có tặng thảm lót chân các kiểu, và nội thất thì quá đỉnh của chớp luôn. Đây bây giờ em vô cái nội thất cái là em mở cái màn hình lên luôn nè. Đó, thấy chưa, khi mà vào nội thất là mở luôn màn hình anh chị, nghe nhạc quá đã, quá tuyệt vời. Dàn lo thì thôi gọi luôn anh chị ơi, đây lo dưới này một cái nè, rồi bên kia cái đó nè, mà chưa kể sau lưng nữa. Còn đây là cốp xe này nè, nè anh. Đó, anh thấy không, cốp xe quá rộng rãi luôn. Đó, con này thì nếu mà anh chị mà đi hai người thôi thì có thể là gặp cái ghế sau xuống rồi anh chị bỏ đồ thêm cũng được nữa. Quá tuyệt vời, quá rộng rãi, đi thoải mái luôn, gọn khô luôn anh chị à. Đây, bây giờ em lên cho anh chị leo lên ngồi chung nha. Đó, bây giờ anh thấy là anh ngồi phía sau ok không, quá rộng rãi luôn không, nhìn tướng anh cũng bự con đấy mà ngồi đằng sau còn rộng rãi như vậy nữa còn gì là bằng nữa, đúng không? Đó, rồi giờ xuống đây anh ơi. Rồi anh chị thấy sao? Nói chung thì vợ tôi nó thích mấy cái con xe điện mới này nè, nên tôi dẫn nó đi coi thôi, tôi cũng biết ý nó làm sao nữa. Bây giờ nói chung là em đi em thấy màu nào nó cũng đẹp hết trơn á, nhưng mà khi mà anh trao lơ nè, anh giới thiệu cho em màu hồng, em thấy nó còn đỉnh của chớp hơn, nên thôi anh mua cho em cái con xe màu hồng này đi, về hai vợ chồng mình tất tỏi chở nhau đi ăn ốc được các thứ cũng được. Rồi vợ tôi đã nói như vậy rồi thì thôi góp tôi xe này không đi. Rồi có gì một tí anh giao luôn cho tôi nha. Địa chỉ của tôi thì nó nằm ở cái khu mà bờ biển ấy, khu nhà trên chung cư gần bờ biển ấy. Có gì tí tôi nhắn địa chỉ cho anh giao cho tôi luôn. Hãy chốt đơn giao luôn, gắn biển số cho tôi ngày hôm nay luôn nha. Rồi, cảm ơn anh trai với chị gái rất là nhiều luôn. Thì một tí có gì em sẽ rửa xe vệ sinh, lắp biển số các thứ, rồi em sẽ dùng xe, rồi em tự thân em lái xe em đi giao cho anh chị luôn. Nên là anh chị cứ yên tâm cái vấn đề đó. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em nha. Dạ em cảm ơn anh chị đã ủng hộ. Ok các bạn, như vậy là chúng ta đã chốt được một cái chiếc màu hồng rồi. Và hiện tại đang còn khá là nhiều khách tới đây, mình cũng không biết là tư vấn cho khách nào luôn các bạn ơi. Đó, rất là nhiều luôn nè. Rồi, có một ông chú này nhìn ăn mặc cũng khá là bảnh bao rồi các bạn. Đấy, nhìn như kiểu giám đốc vậy đấy. Dạ, con chào chú. Tại là chú đang coi cái chiếc xe mạ vàng này chú. Con nhìn tướng chú mà gọi là lái xe mạ vàng này thì quá đỉnh luôn á chú. Chú lái con này là quá hợp lý rồi. Chú lượm luôn con này về luôn đi chú. Thật sự hôm nay tôi nghe tại cái showroom này nó có cái con xe VinFast VF8 này. Rất là lạ, tại vì nó là xe điện đầu tiên của Việt Nam. Nên tôi đến xem thôi, nhưng mà công nhận nó xịn thiệt. Tôi cũng đang xem cái màu vàng này, tôi thấy cũng hợp lý đấy. Khả năng chắc tôi phải lấy con này về, có gì để tôi lái lâu lâu cho nhân viên tôi nó lái cũng được. Ơ, tính ra như vậy chú là giám đốc à? Đúng rồi, tôi là giám đốc của một công ty và hiện tại là tôi đang có khá là nhiều xe, nhưng mà nhân viên của tôi lâu lâu nó lấy xe tôi nó đi hoài à.
đó là nhiều khi xem thiếu linh tính ghét coi mà thấy cũng hợp lý, chắc tôi phải chốt ngay một con thôi. Trời ơi, còn gì nữa chú chốt luôn chiếc màu vàng mã vàng này đi. Con này là một con duy nhất limited tại Việt Nam luôn, hiện tại chỉ có mỗi một con duy nhất thôi. Chú mà lấy là có gì là con sẽ chở đến tận nhà cho chú luôn. Ok, nếu mà được thì tôi lấy luôn. Mà hiện tại nếu mà bây giờ tôi đặt online được không? Dạ, hiện tại thì nói chung nếu mà chú đặt ở shop thì cũng được. Còn chú mà muốn đặt chiếc xe VF8 online, chú có thể lên cái trang web đó là shop.tải.com. Thì tại đây sẽ có bán cái chiếc xe này, chú lướt xuống rồi chú thấy rồi chú mua. Đó, con này hiện tại đang có chương trình giảm giá đó, chú mua liền đây để ủng hộ hàng Nguyễn Quý Gamer nha chú. Trời ơi, bán xe trên web luôn hả? Thôi vậy thôi, để tôi chốt ở đây cho lẹ, nó có gì giao cho tôi sớm nha. Tôi cần trong ngày hôm nay, chứ mà bữa nay mà không có thì mấy đứa nhân viên tôi lấy xe tôi đi chơi nữa đấy. Dạ chú, rồi ok, như vậy là chú lấy luôn chiếc màu vàng này ha, có gì một tí con giao luôn. Mà địa chỉ chú có nằm ở đâu vậy? Địa chỉ của tôi thì có gì tí tôi nhắn cho, chứ bây giờ tôi nói anh cũng có biết đâu. Dạ rồi, có gì để tí con nhận được địa chỉ rồi con sẽ giao đến tận nơi cho chú luôn. Rồi, cảm ơn chú em nha. Mong là chú em bán hàng sẽ có tâm và có tầm để hỗ trợ cho tôi. Vấn đề đó thì chắc chắn rồi chú ơi. Nói chung nói tới seller trong cái tựa game GTA năm này, nói tới Nguyễn Quý Gamer thì ai cũng biết hết. Nên là chú cứ yên tâm mà mua. Con cảm ơn chú nhiều nha. Không có gì cả, nếu mà ok thì sắp tới nếu mà tôi có mua xe gì nữa thì tôi sẽ ủng hộ chú em nha. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Ok các bạn ơi, như vậy sơ sơ là mình đã chốt được hai xe cho hai khách rồi các bạn. Và bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn bị xe để chúng ta đi giao xe hai chiếc xe này thôi các bạn. Rồi, đây là cái cổng sau ga nè các bạn. Đó, thì hiện tại là mình đang có một cái con xe tải này các bạn, chỉ có một con thôi. Mà bây giờ là phải giao hai chiếc thì mình sẽ giao hai lần nha các bạn. Đó, hiện tại mới mở ra để kiểm tra coi xe nó ok hết chưa nè các bạn ơi. Đó, coi dầu nhớt rồi dầu thắng rồi nước mát các kiểu rồi có nó đầy đủ chưa đồ các thứ các bạn, để đi giữa chừng mà nó hư một cái tôi không biết sao luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đóng cái này lại rồi chúng ta sẽ chuẩn bị giao hàng cho các vị khách cho các bạn ơi. Đây mình sẽ đóng cái cốp phía trước lên nè các bạn. Đó, thấy chưa? Ok, bây giờ là mình sẽ chuẩn bị lùi cái xe này vào ngay chỗ này nè các bạn. Rồi sau đó mình sẽ chạy chiếc xe lên để mình giao. Rồi bây giờ mình sẽ mở đèn ưu tiên các bạn. Đó, thấy chưa? Xịn sò luôn. Rồi bây giờ mình nhóng xe ra nhá. Mình sẽ đưa cái đít vào trong cái dốc sau lưng mình nè các bạn, thấy chưa? Đó, để mình cho xe ra. Đó, kém đụng vô bà cái cục điện coi. Cái đầu cho nó thẳng xe nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành hạ cái bửng xe xuống. Đó. Quá dữ chứ các bạn. Xe gọi là xe mà xe chuyên dụng để chở xe nữa, một cái nữa thì quá đỉnh của chớp rồi. Đây nó gọi là giao bánh sạch nha các bạn, tức là cái chiếc xe mà giao từ cái showroom, từ cái cửa hàng đến tận nhà cho khách luôn. Rồi ok, như vậy là cái bửng mình đã được hạ xuống rồi các bạn thấy chưa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào để lắp biển số cũng như là kiểm tra xe các thứ để bỏ lên chiếc xe này giao cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ giao cái chiếc xe màu hồng trước rồi hai anh chị kia về luôn gì rồi. Về luôn các bạn. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ bắt đầu tiến hành từ bây giờ đóng cái cửa này lại trước đi, đóng cửa đóng cốp lại, mở gạch nè, đóng lại nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lắp cái biển số vào nha các bạn. Đây, biển số nằm trong cái mục này các bạn. Đây, một cái. Rồi, trước sau luôn các bạn. Quay, ghi biển số 69A10979 nha các bạn. Con này á các bạn, thì thật ra các bạn có thể là tháo cái lót chân nha các bạn. Cái thảm lót chân ở dưới ra được nè, để mình tháo cho các bạn xem. Đây, có thể là tháo ra được nè, đó. Nếu bạn nào thích thì để cái lót chân vào. Đóng cửa luôn rồi. Đó thì là vậy, các bạn có thể là tháo gỡ ra. Còn bây giờ mình lui xe ra các bạn. Từ từ, trong này chạy cẩn thận nha các bạn. Ừ, nó thấy chưa? Cái gì vậy? Ủa, có cả cái gì đó. Nhóng lên cái các bạn. Con này hơi chặt hẹp tí, mình ra từ từ cho nó chắc ăn. Rồi, ok. Quá ngon lành luôn các bạn. Yeah, xe đỉnh cao luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lái cái con xe màu hồng này ra trước nha các bạn. Đây, ra khỏi cổng. Đó. Ok, quá đỉnh.
Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ để xe ở đây và mình sẽ bắt đầu đi ra phía trước để mình nối cái sợi dây vào. Đây, mình sẽ nối cái sợi dây vào cho các bạn. Rồi, mình sẽ cho nó kéo lên. Đó, qua đây chưa? Vào xe là phải như vậy. Cái sợi dây này nó sẽ cố định ở phía trên rồi các bạn thấy không? Đó, nó sẽ kéo chiếc xe lúc nào cũng dính lên cái bẩn này hết. Nó để nhiều khi mình chạy mình chạy thắng gấp rồi là bị lật xe rồi đấy, có thể là xe nó vẫn còn dính trên này. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nâng nó lên nè. Ok, đó, thấy chưa? Wow, xe màu hồng này ra nắng nhìn đẹp phải nồi ha các bạn. Quá đẹp luôn chứ còn gì nữa. Đó, kéo lên. Rồi, cái địa điểm đầu tiên mình sẽ giao cái chiếc xe này là một cái căn nhà chung cư ở cặp bờ biển nha các bạn. Nó nằm đâu dưới này nè. Ui, cũng xa phải chưởng ha. Tiếp dưới này luôn. Còn cái địa điểm mà mình giao cho ông chủ kia thì nó nằm trên này. Ui, cũng gần của mình nè. Thôi biết nãy giao cho ông chủ kia cho lẹ, cho sớm. Thôi kệ đi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu... Ôi trời, mình chạy lộn đường rồi. Quay qua đây chứ. Rồi, ok. À, ê, trời ơi, hú hồn, mới vô bấm vô cabin, cái gì xém đụng ông nội kia luôn. Đó. Rồi đây mình ghé trái nè. Bữa nay mình lấy bàn phím nha các bạn, nó hơi giật một tí, nó không có mượt mà, nhưng mình lấy bằng vỏ lăng. Rồi, quẹo phải, coi chừng, chiếc xe mới nên đi ra nó cũng hơi rung tay các bạn. Chiếc xe cũ thì chạy nó bình thường. Lâu lâu chở xe mới hơi rung tay một tí, các bạn thông cảm nha trời. Cứ chạy là lãng hoạn, chạy xe người ta là chết luôn ấy. Xe mới tinh như vậy mà chạy của ta là ta chửi chết luôn. Không có tiền đâu mà đền ấy. Đời là chỉ là nhân viên bán xe, nhân viên lái xe đi giao xe thôi. Chứ không có tiền đâu mà mua xe, nên là cũng khổ các bạn. Bạn thấy mình bật cái đèn ưu tiên cho mấy chiếc xe ở trên đường này nó bắt đầu nó chạy nó nhường mình các bạn. Phải vậy chứ, nhường đường cho tài xế Nguyễn Quý Gamer chạy chứ. Ưu trên này cũng như kiểu là kiểu nhiều cái cửa hàng quán xá này nọ, nhà hàng đồ, cửa hàng bán ăn uống đồ các thứ các bạn, rất là nhiều luôn ấy. Đó, thấy chưa, nhiều phải chưởng luôn. Khu này như kiểu lực khu ăn chơi vậy đó. Rồi tiếp đằng kia thì các bạn có thể là thấy được cái bờ biển ngoài kia các bạn thấy chưa? À, ngoài đó là sẽ là nó gọi là cái bãi biển ấy, bãi biển đi tắm đấy các bạn. À, giao xe xong rủ chủ nhà đi tắm biển luôn là hợp lý. Gì? Công an đâu vậy? Ôi, công an bắt chiếc xe ben đấy kìa các bạn. Nào mình ra đường cũng có vụ gì của công an hết các bạn, cũng có trực thăng nữa kìa. Đâu vậy? Nghe tiếng trực thăng không các bạn? Ôi dồi, ghê quá. Thôi đi giao xe cho ta đi. Thôi giao trễ cho ta bây giờ. Qua đi anh trai. Trời ơi, chạy vô dừng giữa đường luôn cái chèo. Rồi tới nè các bạn ơi. Đây. Rồi ok, quẹo vô chỗ này. Khu chung cư nằm trong này nè. Gì mà mọi người tập trung dữ vậy mọi người? Đừng bảo là bữa nay đón xe mới nha. Ôi con ơi, thiệt bà con ơi, có mọi người đón xe mới kìa. Rồi ok, bây giờ là em sẽ lùi xe vô để cho mọi người chào đón chiếc xe mới nha. Ok, đây rồi. Bà con ơi, xe về rồi. Làm như xe của mấy người này á vậy mà làm gì đứng mừng còn hơn chủ người ta nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hạ bẩn xuống các bạn. Ok. Đó các bạn thấy chưa? Ủa không biết hai anh chị kia đâu mất tiêu rồi ta. Ồ, đứng nhảy, đứng quơ tay được các thứ nữa kìa. Phải chưởng chưa? Bà bên này bà đứng mình lên bà cũng giơ tay bà chào các kiểu cho nó vui nữa. Đó. Bà con ở đây vui tánh đó các bạn ơi. Rồi xuống xe nào. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu đưa cái xe này xuống nha các bạn. À kìa, mình thấy ông hai anh chị kia kìa, nó ta đứng trong mát. Mấy người này làm như xe của mấy bả gì, mấy bả ra đây đứng rồi dầm nắng các thứ rồi còn nhảy quơ tay các kiểu. Trời đất ơi, làm quá trời.
Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đưa xe xuống nha các bạn. Đây mình lên xe đây, đường này nè. Đây là đây. Rồi lên xe. Rồi anh chị ơi, em lùi xe để đây giao cho anh chị luôn nha. Ok, đậu đây luôn đi. Đó, đậu đây cho mọi người mừng, ăn mừng các kiểu luôn. Rồi ok, đỉnh chưa? Có chỗ đậu xe mới liền. Rồi, bây giờ em giao xe tới cho anh chị rồi. Có gì anh chị trải nghiệm đi, có vấn đề gì thì anh chị cứ alo cho em. Em sẽ phục vụ anh chị 24 trên 24 luôn nha. Có gì nửa đêm nhiều khi em đang ngủ, anh chị muốn gọi em hỏi gì đấy thì cứ gọi luôn, em nghe luôn, anh chị cứ yên tâm. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Thì nói chung là xe cũng ok, giao cũng lẹ đấy. Có gì anh alo hú em. Dạ, rồi em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Thôi em về luôn anh chị ơi, để em còn đi giao xe nhiều lắm. Rồi cảm ơn bà con nha. Thầu có gì đâu mà đứng vui dữ vậy ta. Nhảy được các thứ đó các bạn. Quá dữ. Rồi bây giờ mình sẽ... Ơ kìa, xe tự nâng cái bẩn lên luôn các bạn. Ơ kìa. Vãi trưởng chưa. Xe lâu nó bị điên các bạn. Rồi thôi bây giờ mình chạy về nè các bạn ơi. Đi về nhà là đi về nhà. Bây giờ mình sẽ chạy về cái showroom của mình các bạn. À, anh trai này. Anh trai, chạy đi. Ôi, oh, bóp kẹt, chạy lẹ liền các bạn. Mình sẽ về cái showroom của mình và mình sẽ lấy cái chiếc xe mã vàng nha các bạn. Thì đây, chiếc xe này mình sẽ giao cho cái ông chủ kia, cái ông giám đốc kia các bạn. Ok, đi lẹ về nhà thôi. Let's go, let's go, let's go. Rồi, giờ tới showroom rồi các bạn ơi. Để mình quẹo qua đây này cho nó lẹ. Đi hồi đi cà vòng, không biết đường đâu mà vô luôn. Rồi đây, ông cái trời đất ơi, ông nội nó không ngồi ngay đây vậy. Chạy mà không thấy ủi ổng trong nằm nó luôn quá. Khổ thằng này chứ. Rồi, bây giờ mình bắt đầu hạ cái bẩn xuống tiếp tục nha các bạn. Để mình lấy cái chiếc xe mạ vàng để mình giao cho cái ông giám đốc. Thì ông này nói chung cũng gần để showroom mình nè, cũng đỡ các bạn. Thử đâu xa xa chứ không gần này, quá hợp lý, quá ok. Rồi hạ sát là đắt luôn nhá, chứ không hạ sát bắt đắt là chạy cài gầm hư gầm của người ta, người ta chữ chết. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào để mình lái xe mạ vàng vào nhá. Đâu rồi, cái chiếc xe đi rồi. Rồi bà con ai đang xem xe mạ vàng thì tạm biệt mọi người nhá. Đây là lần cuối mọi người được xem rồi đấy, tại vì tôi đi giao rồi. Một con duy nhất luôn, bà con không có còn xem nữa đâu. Rồi máy bay đi. Ôi ôi, ông đóng máy bay chiếc xe mạ vàng lần cuối để giao cho khách cho các bạn. Rồi chạy ra. Ok. Ơi xe mạ vàng đó các bạn. Đây mình gà nắng để coi thử nó xịn cỡ nào. Đây. Ủa. Ui gà nắng đẹp nhờ. Các bạn thấy nắng gà nắng đẹp không? À quên lắp cái biển số nữa. Đây mình sẽ lắp biển số vào cho xe nha các bạn. Còn là biển số máy đây. Ok kìa. Đi chơi biển số nãy. Rồi để kệ đi, rồi giờ mình sẽ xuống xe các bạn. Đó. Rồi, nối dây vào. Đây, đó. Rồi giờ kéo xe lên nha các bạn. Trong thời gian kéo xe lên thì mình lên xe mình ngồi luôn. Nó đang kéo xe lên đấy. Wow, đẹp nha. Con này ra nắng đẹp vãi nồi các bạn. Trong nhà nhìn nó thì bình thường, nhưng mà ra nắng cái kiểu mà ánh vàng nó chói, nhìn đẹp vãi trường. Rồi bây giờ mình sẽ kéo nó lên nha. Wow. Hôm nào mình phải lấy một cái con xe này để mình sẽ kiểu là chạy ngoài đường các bạn, trải nghiệm cho các bạn xem. Quá đỉnh, đỉnh quá chết. Rồi sẽ giao lên đây nha các bạn. Rồi đi đây. Let's go, let's go. Vô bà chị ơi. Vô. Trời ơi, chỗ ta chạy mà còn đứng trước mặt nữa. Bên này kế bên cái chỗ sửa xe nè các bạn. Xe có vấn đề gì ghé qua đây sửa luôn. Đâu qua cái. Ồ cái dốc lên gì mà cao quá vậy các bạn. Khu này nó như kiểu là khu lên núi ấy. Chạy lên đây không biết có gớt cái chiếc xe là không. Thôi là xem có nối dây để khóa lên nha các bạn. Không là chạy lên cái dốc cao cao nè, nó chuột lên sao gớt ra làm sao không hay nữa. Chạy nhiều khi tới nhà khách rồi quay lại không thấy chiếc xe đâu hết trơn. Vô bà con. Khu này là giới thiệu các bạn mà. Bà kìa cái giấy. Chưa gì hết trơn, quẹt xe tôi rồi, hư xe tải rồi. Giới thiệu các bạn là khu này nó như kiểu là khu nhà giàu vậy đó các bạn. Đấy, đại gia còn đi. Ủa, xe còn phải giữ không à. Rồi cho qua cái. Trời ơi, nó còn dừng giữa đường nữa các bạn.
qua cái. Rồi. Đúng sức cái bản người ta luôn rồi kìa. Khổ thằng phải trưởng không. Rồi bây giờ mình sẽ quay đầu xe lên các bạn. Đây. Cái đường kia dẫn lên đây. Chắc công ty này quá ta. Công ty gì nè, công ty Renji Manor hả? Agency là công ty gì ta? Không biết luôn. Rồi, đi mà bảo vệ ba thằng đứng ngay cổng luôn nè các bạn. Phải trưởng không. Rồi mình sẽ lùi vào để mình giam xe. Trời. Các bạn còn hai xe nữa các bạn ơi, gì mà mọi người đông vậy? Ủa trong này có xe sẵn nữa. Rồi giờ đậu xe đây rồi giao xuống hết sao ta? Rồi mình hạ bẩn xe xuống đi các bạn. Rồi mình thấy ổng đứng trong rồi kìa. Ổng đứng trong chờ sáng giờ cho mấy người này công nhân quá các bạn. Nó đứng ta đón chờ kìa. Ổng đậu hai chiếc xe ổng ở đây mà hai chiếc xe sang nữa các bạn. Thôi mua thêm chiếc gì nữa. Bởi bảo ổng sao mà ổng nhiều xe. Phải trưởng luôn. Ủa này gì được chưa? Được rồi các bạn ơi. Ủa ông chủ ơi, rồi xe này mình để đằng trước rồi luôn á gì chú ơi. Để luôn nha. Để con đem đây luôn rồi. Ôi trời có kho trong này nè. Trời ơi. Hay là bây giờ dời mấy xe này vô trong, để con dời mấy xe này vô trong cho nha. À để con dời vô trong cho. Đây. Rồi ông nội nó hít đắt rồi đứng nằm thở nữa trời. Ôi ở trong này cũng có người nữa nè. Rồi từ từ mọi người. Ui ôi, cái này là nguyên một cái bãi xe của ổng luôn các bạn. Chỗ này mà đậu xe là hơi bị nhiều luôn ấy. Rồi ok. Rồi mình sẽ lấy cái xe này xuống các bạn ơi. Để giao cho ổng. Chú này mà chạy xe mạ vàng là quá đỉnh luôn các bạn. Rồi bây giờ mình lên xe nha. Rồi ok, lùi lại. Sao kìa, sao chạy hết đường vậy? Bắt đèo. Alo. Hả? Nó bị gì vậy? Từ các bạn, bây giờ sao mình lên xe mình chạy không được nè, mấy người quan trọng nè. Tới giờ giao xe nó bị hư đi à. Đừng nó đụng nãy mấy cái giờ hư xe nghe mấy cha. Hả? Bị gì vậy? Sửa xe lên nè. À được rồi nè. Tự nhiên cái nó chạy không được các bạn, hú hồn hết. Rồi ok. Rồi bây giờ con lùi vô trong luôn nha cho nó mát nha. À, đậu ngoài nắng luôn cho nó đẹp. Đây, đây, đậu ngoài nắng đi. Chim ngưỡng màu sắc quá đẹp, quá tuyệt vời. Rồi ok. Rồi như vậy là con giao xe cho chú rồi nghe. Có gì có vấn đề gì chú cứ alo cho con. Ồ thấy mọi người ở đây khá là nhiều luôn, khá là đông luôn mà. Mỗi người chạy chiếc xe sao mà đủ của chú này được. Rồi cảm ơn chú em nhiều nha. Nói chung là xe đẹp thì thấy mua để về trải nghiệm thôi, chứ cũng chả có gì. Thì có vấn đề thì con sẽ báo chú em sau. Rồi con cảm ơn chú nhiều nha. Có vấn đề gì chú cứ alo cho con. Còn bây giờ thôi chắc con xin về để con còn giao nhiều xe lắm chú ơi. Con cảm ơn chú nhiều nha. Có gì alo cho con nha. Bye bye chú. Rồi cảm ơn mọi người nha. Anh trai làm gì hết đắt dữ vậy. Anh trai. Đâu trời. Rồi luôn. Ông hết đắt ông mệt các bạn. Mình đụng ông cái ông lăn té xuống dưới đó luôn. Rồi thôi tôi đi đây. Rồi anh trai ơi là anh trai. Hình như đó giờ không được hít đắt cái gì. Thấy mình loại giao xe thấy đẹp trai cái bắt đầu hít đắt rồi thể hiện được cái thứ. Rồi nặng lên. Rồi mình chạy ra khỏi công ty đi các bạn. Ôi công ty quá trời bảo vệ luôn. Bài này cho nó lẹ. Ai quá điểm cho nó lẹ. Ok các bạn ơi, như vậy là ngày hôm nay thì mình với các bạn đã cùng nhau trải nghiệm một cái chuyến hành trình để đi làm một cái nhân viên bán xe cũng như là một cái nhân viên giao xe cho hãng xe VinFast nha các bạn. Một cái showroom khá là lớn nằm ngay giữa thành phố lớn này luôn. Đó thì bạn nào mà thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà muốn mình làm tiếp với chiếc xe VinFast này nữa thì các bạn nhớ comment phía dưới mình biết, mình sẽ làm thêm những cách tại sao cho các bạn xem nhé. Còn riêng bạn nào muốn mình chơi nội dung gì ấy, thì cũng comment ở dưới cho tôi biết để tôi làm theo cái ý tưởng của các bạn nha. Còn ông nào mà muốn trải nghiệm xe VinFast này luôn ấy thì các bạn có thể là truy cập lên cái trang web của tôi, đó là shop.taimod.com. Thì tại đây sẽ có bán đầy đủ cái dòng xe VinFast từ VinFast lúc A2.0 và VinFast lúc SA2.0 rồi VinFast VF8 này, đó là xe điện các bạn. Và ngoài ra còn có cả xe khách Hyundai Universe rồi các thứ đó các bạn, nên rất là nhiều. Nên là bạn nào muốn trải nghiệm thì có thể là lên trang shop.taimod.com của mình để mua nhé. Còn bây giờ kết thúc ở đây video này tại đây. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ, nhớ ăn like và đăng ký đấy. Bye bye.